Thưa quý vị, với gần 9 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm nay, các chuyên gia du lịch đặt niềm tin rằng Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu đón 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế, thậm chí là chạm tới mốc 19 đến 20 triệu lượt. Đây là tín hiệu rất tích cực về sự phục hồi hoàn toàn thị trường khách quốc tế trong năm nay. Dù mùa hè được cho là mùa thấp điểm đón khách ngoại, nhưng lượng khách quốc tế trong tháng 6 đã cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Lượng khách quốc tế tăng mùa thấp điểm là kết quả bước đầu từ việc nới rộng chính sách visa. Đây là lần thứ hai tôi đi du lịch tại Việt Nam. Do lần đầu thời gian ngắn, tôi chưa tìm hiểu được nhiều, nên vợ chồng tôi quyết định đi tham quan các điểm khác nữa trong lần trở lại này, vì Việt Nam là một đất nước rất đẹp và rất tuyệt vời. Đặc biệt, một tín hiệu rất tích cực là khách Trung Quốc trong 6 tháng qua đã tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đại dịch, nhiều năm liền, đây là thị trường luôn đứng đầu về tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Các đường bay thẳng từ Hà Nội, Trùng Khánh, Hà Nội, Hải Khẩu, Hải Phòng, Lệ Giang tiếp tục được mở rộng với tần suất bay nhiều chuyến trên tuần, được các đơn vị lữ hành kỳ vọng tăng nhanh lượng khách du lịch Trung Quốc có chi tiêu cao đến với nước ta trong thời gian tới. Với tất cả các quốc gia, đặc biệt là các khu vực trong Đông Nam Á đều tìm mọi chính sách để thu hút khách du lịch Trung Quốc. Và chắc chắn là như thế, Việt Nam thì cũng không thể nằm ngoài cái việc thúc đẩy khách Trung Quốc vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì hiện nay thì Việt Nam cũng cố gắng tìm đến các cái thị trường khách Trung Quốc tốt hơn và những có cái mức chi trả cao hơn. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư tại Việt Nam. Rất nhiều khách hàng của chúng tôi đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác du lịch. Ở Hà Nội, du khách Trung Quốc rất thích điểm đến mang đậm màu sắc văn hóa, lịch sử như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các công trình kiến trúc Pháp cổ hay đường tàu hỏa trong lòng thành phố. Tôi tin rằng đường bay Hà Nội Trùng Khánh sẽ giúp du khách hai nước thuận tiện hơn khi đi du lịch hay hợp tác. Để tăng sức cạnh tranh, thời gian vừa qua, ngành du lịch đã triển khai thành công hàng loạt chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài nhằm hoàn thành mục tiêu đón từ 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Gần đây nhất thì có cái chương trình xúc tiến tại Hàn Quốc, trực tiếp có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính và bản thân tôi cũng đã tham gia trong cái hành trình này. Thế thì tôi thấy rằng là cái sự nỗ lực rất là lớn từ phía các cơ quan quản lý nhà nước, từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đặc biệt là Cục Du lịch Việt Nam đã đang xây dựng những cái lộ trình rất là cụ thể, có thời gian cho cả năm cho các hoạt động xúc tiến du lịch. Thì đây sẽ là những cái tín hiệu rất là tích cực để nói với bạn bè du khách quốc tế rằng là Việt Nam của chúng ta là một đất nước hòa bình và chúng ta rất mong muốn được đón tiếp họ đến tham quan. Các chuyên gia nhận định, bên cạnh quảng bá, xúc tiến mạnh mẽ tại các thị trường quốc tế, ngành du lịch cần tiếp tục nghiên cứu nới rộng chính sách visa, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển liên kết vùng, sản phẩm kinh tế đêm.